Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn chi tiết về cái máy nghiền bột khô đó. Ở đây thì bên mình có thể bán đầu nghiền riêng hoặc là cả bộ. Quý khách có nhu cầu mua đầu nghiền riêng hoặc cả bộ có thể liên lạc đến mình. Ở đây thì là mình đang dùng con motor 3 kg vòng chậm, rất là khỏe. Đây, cái buli ở đầu nghiền thì có sẵn cái buli nhé. Ở dưới này là cái bộ phận sàng của nó. Sàng của nó thì mình thay thế cũng rất là dễ. Mình cần mở cái phần nắp này ra, mở cái phía trước này ra, mình sẽ thay sàng. Đây bốn có bốn cái lỗ ở bốn chân thì về mà chúng ta chỉ cần bắt vít. Đây là cái phần mà chúng ta lỗ để chúng ta có thể làm bôi mỡ. Đây chỗ này nó có một cái ổ bi nhá, mình có thể mở bốn cái con bu lông này ra. Khi nào nó khô mỡ thì mình sẽ tra mỡ vào bốn cái chỗ này để cho nó sẽ chạy, máy nó sẽ chạy trơn tru hơn. Buli, đây là buli của motor. Mình có thể nghiền những cái loại mà ngũ cốc như ngô, đỗ, nghiền siêu mịn hoặc là nghiền ra dạng bột, dạng cám, tùy theo cái sàng mình cho vào. Bà con có nhu cầu mua máy thì xin liên hệ mình theo số điện thoại 0971709263 hoặc 0985580127. Xin cảm ơn.